chị. Đấy, hôm qua tôi có quay cái này nhưng mà nó đêm quá thì chưa đục được. Thì sáng nay tôi có đục sơ một chút thì lại phải chạy đi uống rượu. Thì bây giờ mới về thì sao 5 giờ 5 rưỡi rồi. Thì say quá ngủ một chút bây giờ mới dậy được. Mới móc đầu dậy được thì tôi sẽ làm tiếp cái này. Các bác xem, hôm qua thì các bác xem là buổi đêm ấy thì có thể nó đôi khác đôi chút. Thì sáng nay tôi đục cái chỗ mặt sau ra một chút đây như này. Tí nữa tôi khoét thêm một tí nữa. Đây một chút nữa. Cái này thì ổn rồi. Đây. Chỗ này cũng một chút nữa để. Vì sao cái mặt sau của nó hơi suôn. Một đoạn hơi suôn nữa các bác xem để ý kỹ lại cái chỗ. Cái video mà tôi trước tôi quay ấy, thì thấy mặt sau này là cần xử lý đúng không? Đấy, mà tôi xẻ cái này ra một chút cho nó cái cổ nó cho nó dẻo. Và cái ngọn này tôi sẽ nuôi cái ngọn ở đây nhé các bác nhé. Những cái này sau bỏ hết. Có thể nuôi cái này làm cái bông đỡ ở đấy thôi. Cái này bỏ không nuôi được, nuôi lại cái này. Và xử lý cái tay hơi vẩn này lên. Đấy, đây một chút. Đây một chút. Thì bây giờ tôi đục nó dẻo lại một chút thôi. Đấy, thì mặt trước này thì ok, không vấn đề gì rồi. Đấy, chơi như này này các bác này. Go. Đấy, hiện tại đang để mấy cái rễ lởm chởm này sau cho nó phi xuống đất để kéo sẹo thôi. Sau bỏ đi hết. Sau dọn sạch sẽ thì nhìn nó đẹp. Cái tay này sau cũng phải bỏ đi này. Không dùng được. Tay này mọc phần dương và lại hơi vảnh. Nếu mà nắn từ bé thì dùng được. Hả? Đi dựng lên để đục lại một tí các bạn. Nhà kia nó đang trộn bê tông đổ trần sao ồn quá. Phành phạch. Cái đục mới này đục hay lắm các bạn. Đục rất là hay. Khoảng độ 100.000 cái. Không có, xem ở cái giấy hôm nó hẹn ấy. Và anh hiểu anh gửi cho. Anh đóng tiền điện quá phải. Ừ. Không bao giờ gọi cho bọn nó đâu. Có, nó thường ra cái giấy ở cái giấy báo hay nộp ấy. Mà anh hiểu và lấy cái số ấy. Rồi. Nó dán ở đoạn nào anh? Anh hiểu không? Anh có cái số ấy. Có cái giấy ấy. Giờ chắc gỡ đi rồi. Có cái số liên hệ ở đấy.
Hả? Thì như nhà anh bị mất thì sao? Mấy nhà gần đây đều bị mất hết. Vừa mất thôi không? Vừa mất thôi. Mấy nhà anh cạnh đấy bị mất. Mất lâu. Bà chú bếp gọi điện lên bảo hôm nay họ không cắt nhà nào ở đây đâu. Mất lâu chưa? Nhà em mất từ 30 phút rồi. À thế à? Ờ thì chắc thế, anh vừa nãy dưới kia vẫn còn. Thì chắc thế họ cũng không mất. Mà họ bảo là ở đây khu vực này hôm nay họ cũng cắt điện nhà ai rồi, tiền điện đóng có đủ. Ừ, mất rồi. Nhưng nhà bên cạnh này vẫn có điện. Nhà bên cạnh này, nhà đây, em vừa đi qua thấy vẫn có điện. Để xuống xem có còn. Em thấy ở nhà anh có, chắc là nhà em quên rồi. Thôi, đục cũng chỉ hòm hòm thế thôi. Và bôi được ít keo liền xẹo vào nhưng mà đang bôi thì dở thì hết các bạn. Hết keo. Cả hai lọ, một lọ tạm tạm, một lọ đều đỏ Mỹ Tiến cũng hết. Cũng hết, vì lâu chưa có cây nào được đục khoét mà các bác, lâu lắm rồi. Thì có mỗi cây này này. Thì đến lúc đụng vào thì keo nó khô mất rồi. Cũng chưa hẳn hết, nó bị khô rồi, không dùng nữa. Đấy, chỗ này bôi lâm nham nham. Bôi lâm nham nham. Đấy. Bác nhìn. Đây một phát, đây phát, đây phát, đây phát, đây phát, trên đỉnh này, kia, vài này. Đấy thì tất nhiên sau nó biến thì là nhìn nó mới khác được các bạn. Chứ bây giờ nhìn này thì nó chỉ bình thường này thôi. Khoảng độ nuôi kéo mầm thở khoảng độ chắc chỉ tầm 1 năm nữa là nhìn nó khác lắm các bạn. Nếu mà còn kịch liệt nữa thì khoảng độ 2 năm nữa thì nhìn nó quằn quại vô cùng. Với những cái sẹo này này nó múp khá rồi. Đấy thì cây tự nhiên nó đã biến chuyển khác như nhiều. Các bạn nhìn thấy nó gỗ gầm cừ không? Đấy em định chơi nó như này này, hơi chéo nó một xíu này. Hơi chéo nó một xíu này. Đó. Nó già nhỉ. Nhìn chỗ này nó già khiếp. Già khiếp. Đây này, các bác nhìn. Rồi cái rễ này nó to ra. Đấy. Nói chung là nó là một cây rất là gấu đúng không các bác? Đấy. Xù xì. Gấu mèo. Đầm, một người bên ạ. Gu này nuôi lên tiền các bác. Bé quá thực ra cũng có. Tất nhiên nó cũng rất là đẹp, rất là đắt, rất là quý. Nhưng mà nó không thể nào lên được quá nhiều tiền được. Còn cái đồ mà đầm đầm mà nặng nặng này thì nó có cơ lên tiền. Còn hàm lượng thẩm mỹ thì tôi không nói đến. Đấy. Thẩm mỹ thì cây gì nó cũng có cái nét của nó thôi. Rồi ok, cảm ơn các bác nhé. Thế thôi. Hẹn gặp lại các bác một thời gian dài nữa về cây này các bác nhé.